Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Quê Nhà Channel, Home Channel. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý vị và các bạn nghe cuốn Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Làm một người biết ơn. Lời nói đầu. Đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm, mở mang trí tuệ, làm cho con người trở nên ưu tú hơn. Trên đường đời của trẻ, càng cần những quyển sách hay dẫn lối. Thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục, dạy cho trẻ có đức tính tốt, từ đó có được tương lai tốt đẹp. Con trẻ là hy vọng của mỗi gia đình, là tương lai của tổ quốc. Khi trẻ hình thành được thói quen tốt, nhận thức được rằng việc của mình phải tự mình hoàn thành, khi trẻ có tính cách tốt, trẻ sẽ tự quản lý được bản thân. Khi trẻ dũng cảm chiến thắng khó khăn, nội tâm trẻ đủ mạnh mẽ. Khi trẻ đầy tự tin, dám nói lớn rằng mình rất giỏi. Khi trẻ hiểu rằng đọc sách là tốt cho bản thân, cố gắng làm học sinh giỏi trong lớp, trẻ sẽ được phiên bản xuất sắc của chính bản thân mình. Series sách này kỳ công biên tập những mẫu chuyện nhỏ đầy năng lượng tích cực, khéo léo đan xen vào những châm ngôn sống và gợi ý trưởng thành. Trong quá trình đọc, trẻ không những có thể đọc được những câu chuyện hay, gặt hái được những kiến thức mới, mà còn có thể suy ngẫm, huấn luyện tư duy thông qua những mẫu chuyện này. Đây cũng chính là những viên đá lót chân cho trẻ trên đường đời, để trẻ có thể bước cao hơn, nhìn xa hơn. Câu chuyện Hồ Ly đền ơn. Một ông lão đã kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến việc phóng sinh. Ông nói đó chính là câu chuyện có thật mà chính ông đã từng trải qua. Ông lão kể với tôi, ông vốn là nhân viên quản lý của một đập thủy điện, thường xuyên một mình trông coi phòng phân phối điện ngay bên cạnh đập. Bởi vì công việc này có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên ông bắt đầu có sở thích câu cá. Càng ngày ông câu cá càng giỏi, đến nỗi ăn mãi mà không hết. Ông đem số cá thừa thả vào trong một thùng nước to. Thùng nước này được đặt trong một phòng bếp xây tạm ở đó. Một buổi tối đầu mùa hạ, ông vẫn chưa ngủ, chợt nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Ông vội gọi đồng nghiệp cùng đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Thì ra có con hồ ly tới ăn vụn cá, không may bị rơi vào thùng nước, không trèo lên được. Nghĩ đến việc mấy lần trước không hiểu sao số cá trong thùng tự nhiên bị ít đi, ông liền định ra tay giết chết con hồ ly đáng ghét này. Khi ông dùng đèn pin rọi vào con hồ ly chuẩn bị ra tay, thì thấy mắt nó lộ rõ sự sợ hãi, thậm chí còn có cả nước mắt chảy ra nữa. Lúc ấy ông đã mềm lòng, cuối cùng quyết định thả nó đi. Sau lần ấy, số cá trong thùng không còn bị ít đi nữa. Như vậy, rõ ràng con hồ ly ấy rất có lương tâm, hiểu được lòng người. Điều làm ông không ngờ nhất và cũng xúc động nhất chính là khi có trận động đất lớn xảy ra, con hồ ly ấy đã cứu mạng ông. Khoảng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, khi ông đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gầm rú và âm thanh đào bới dồn dập. Ông nhận ra đó là tiếng kêu của hồ ly lúc trước, liền bực dậy mở cửa.
Con hồ ly ngẩng cổ nhìn ông với một vẻ mặt nôn nóng và bất an, lại còn cứ chạy vòng tròn mấy lần, giống như người câm đang nói chuyện gấp trong lòng vậy. Ông thầm nghĩ, chắc là nó không săn được mồi, đói quá nên tới tìm mình xin trợ giúp. Thế nhưng khi ông đang định quay lại phòng để lấy đồ ăn cho nó, thì đột nhiên hồ ly liền quạm lấy quai dép của ông, cố sức kéo ra bên ngoài. Đột nhiên ông có một dự cảm gì đó, liền đi theo hồ ly ra vườn. Đúng lúc này, trận siêu động đất mạnh 7,8 độ Richter ầm ầm ập xuống. Phòng phân phối điện nơi ông ở bị sập đổ hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Còn ông đã may mắn thoát chết vì đang đứng ngoài sân. Đến tận bây giờ, khi tuổi đã cao, trí nhớ đã kém, nhưng ông vẫn không thể nào quên được con hồ ly từng được ông phóng sinh rồi lại cứu ông ấy. Ông xúc động nói rằng trái đất này là một ngôi nhà chung, động vật và con người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mặc dù chúng không thể cất tiếng nói như người, nhưng chúng cũng có tư duy, tình cảm và lương tâm giống như con người vậy. Bài học trưởng thành. Chúng ta cần phải biết ơn những người đã bỏ qua, không tính toán với những sai lầm của chúng ta, bởi chính họ đã cho chúng ta cơ hội được làm lại từ đầu. Câu chuyện người thầy hạnh phúc. Phu nhân Curie là người Ba Lan, là nhà khoa học nữ nổi tiếng nhất thế giới. Bà từng hai lần đoạt giải thưởng Nobel, được xứng danh là người mẹ của nguyên tố radium. Bà đạt được thành tựu to lớn và được người đời tôn kính, nhưng bà vẫn luôn nhớ đến cô Oban, cô giáo dạy tiếng Pháp thời niên thiếu của mình. Vì phu nhân Curie hiểu sâu sắc rằng nếu khi đó không có sự dạy dỗ nghiêm khắc và cẩn thận của cô, thì bản thân không thể đạt được những thành tựu vĩ đại như bây giờ. Ngày hôm đó, cô giáo Oban nhận được một bức thư người gửi là Marie Curie. Cô giáo Oban gần như không dám nhận thư. Bà còn cho rằng người đưa thư đã gửi nhầm. Bởi vì lúc này, phu nhân Curie đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại, được tán tụng trên toàn thế giới. Sao có thể viết thư cho một cô giáo quê mùa, vô danh tiểu tốt, vừa già vừa nghèo được chứ? Cô giáo Oban liên tục xua tay nói với người đưa thư: "Thưa ông chắc chắn nhầm lẫn rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Tôi làm sao có thể nhận được thư từ vị danh nhân này cơ chứ?" Cho đến khi người đưa thư vô cùng chắc chắn rằng tên và địa chỉ người nhận không hề sai, bà mới dùng đôi tay run run của mình mở phong bì thư. Cô giáo Oban cảm thấy chuyện này thật sự khó tin. Bà chậm rãi đeo cặp kính lão lên, mở bức thư ra, cẩn thận đọc từng câu từng chữ. Khi đọc xong, nước mắt bà trào ra vì xúc động. Hóa ra người viết thư là cô bé Mary, 20 năm về trước luôn đứng đầu lớp trong tất cả các môn học. Trong thư, phu nhân Curie bày tỏ lòng kính trọng đối với cô giáo Oban. Nói với cô giáo, bà làm nghiên cứu khoa học tại Pháp, bà chân thành mời cô tới Paris chơi. Phu nhân Curie còn chu đáo gửi lộ phí kèm với thư. Cô giáo Oban đọc xong thư, ngẩng người ra trên ghế, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt của bà. Hình ảnh cô học trò Mary chăm chỉ dễ thương hiện lại trong trí nhớ của bà. Cô giáo Oban lẩm bẩm một mình: "Không ngờ mình lại dạy được một nhà khoa học vĩ đại như vậy." Không lâu sau,
cô trò bao năm xa cách, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Phu nhân Curie đón tiếp nhiệt tình cô giáo Oban tại nhà mình. Bà tự mình xuống bếp làm thức ăn, chúc rượu cô giáo. Sau bữa cơm, bà lại ngồi cạnh cô, tâm sự thân thiết. Bà làm cho cô giáo quên hết sự gò bó, mất tự nhiên trong lòng. Quên mất trước mặt bà là một nhà khoa học vĩ đại, đã đạt được giải thưởng Nobel cao quý. Tháng 5 năm 1932, Viện Nghiên cứu Radium Warsawa được thành lập. Phu nhân Curie với vai trò tài trợ vui mừng nhận lời mời của Tổ quốc đến tham dự buổi lễ khai mạc tại Warsawa. Hôm đó, xung quanh bà toàn là những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Có quốc vương, có hoàng hậu, có rất nhiều nhà lãnh đạo của các nước, có các nhà khoa học nổi tiếng trên các lĩnh vực, còn có bạn bè thân thích của phu nhân Curie. Khi lễ khai mạc sắp bắt đầu, phu nhân Curie bất chấp mọi ánh nhìn, đột nhiên bước nhanh từ ghế ngồi danh dự xuống dưới, tay ôm bó hoa tươi, đi qua đoàn người, đến trước một người phụ nữ cao tuổi, ngồi trên xe lăn. Phu nhân Curie hôn vào má bà một cách tình cảm, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn tới trước vị trí ngồi danh dự. Phu nhân Curie giới thiệu với mọi người, đây là cô giáo Oban dạy mình thời niên thiếu. Tất cả mọi người trong hội trường nhìn thấy đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ kính phục tới phía hai cô trò, tất cả cùng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Trên khuôn mặt bà cụ 80 tuổi này ngập tràn những giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc, bởi vì bà không bao giờ ngờ tới học sinh của bà sau khi trở thành danh nhân thế giới lại vẫn nhiệt tình và kính trọng bà như vậy. Bài học trưởng thành. Một danh nhân thế giới mà còn mang một tấm lòng biết ơn lớn lao đối với cô giáo của mình như vậy, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có hành động gì để báo đáp thầy cô của mình? Những người mà ngày đêm không quản ngại vất vả và dạy dỗ chúng ta nên người hay chưa? Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe kênh Quê Nhà Channel, Home Channel. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho kênh một đăng ký, một bình luận, một chia sẻ và một like. Còn bây giờ, kênh Quê Nhà Channel, Home Channel xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.